Thượng nghị sĩ Tom Umbert vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương và mời tham dự hội thảo ngành tóc và thẩm mỹ. Thưa quý vị, vào tháng 5 này, thượng nghị sĩ tiểu bang California là Tom Umbert sẽ vinh danh tháng di sản người Hoa Kỳ châu Á và Thái Bình Dương, Asian American Pacific Islander Heritage Month, và ghi nhận những đóng góp to lớn cho quốc gia bởi nhiều thế hệ của cộng đồng người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là AAPI. Cùng trong tháng 5 thì Hoa Kỳ có ngày lễ chiến sĩ trận vong vào cuối tuần này. Thượng nghị sĩ Umbert gửi thông điệp rằng mọi người cần phải ghi nhớ sự hy sinh mà rất nhiều người trong cộng đồng AAPI đã làm để bảo vệ nước Mỹ cũng như đấu tranh cho sự tự do và thịnh vượng của toàn dân. Vào ngày thứ Năm sắp tới đây, 28 tháng 5 2020 lúc 1 giờ trưa, Thượng nghị sĩ Tom Umbert sẽ tổ chức một buổi hội thảo trên mạng Virtual Town Hall, đặc biệt là dành cho ngành tóc và thẩm mỹ Barbering and Cosmetology. Trong buổi hội thảo này thì mọi người sẽ nghe trực tiếp các chuyên gia nói về tác động của khủng hoảng này đối với các công ty thuộc ngành tóc và thẩm mỹ. Buổi hội thảo được phát sóng trực tuyến trên trang Facebook của Thượng nghị sĩ Tom Umbert. Nếu như cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn phòng của địa hạt theo số 714-558-3785.